Ai, nhà mình nghèo quá, khi nào có tiền chị sẽ mua bánh cho em. Hai đứa trẻ thật là đáng thương, mình sẽ thử lòng chúng nó xem sao. À, bắp ơi, đằng kia có bắp tiền kìa. Để em đi nhặt. Mẹ ơi, có cái gì đâu mẹ em hết hồn dữ dạ. Bỏ từ đó tới giờ em không có thấy tiền hả? Để chị. Có cái gì mà làm dữ vậy? Bắp ơi, bây giờ chị em mình có tiền rồi. Khi có tiền, em muốn cái gì? Em muốn một cái bong bóng khổng lồ. Chị thì muốn có thật nhiều bánh để hai chị em mình ăn đã luôn. Chị hai ơi, mình phải trả tiền cho người ta thôi. Đúng rồi, người ta mất số tiền lớn như vậy chắc người ta buồn lắm. À, chỉ thử lòng hai đứa con thôi. Đây là quà của hai đứa con đây. Con cảm ơn ông Tim. Bây giờ hai chị em mình khui quà nha. Wow, có một cái bong bóng khổng lồ mà bắp rất là thích nè. Yeah, yeah. Rất là nhiều bánh kẹo mà mình thích ăn luôn. Một cái kiến thật là ngầu nữa nè.